Rồi chúng ta tiếp tục với chương trình tiếng Anh lớp 8, right on. Tiếp tục cái đề số 2, test 2 của đề thi giữa học kỳ 1 nha. Phần 2 với cái phần reading của chúng ta nè. My favorite neighbor là gì? Người hàng xóm yêu thích nhất của tôi. I have many neighbors, but my favorite one is Mrs. John. Tôi có rất nhiều người hàng xóm, nhưng mà cái người hàng xóm yêu thích của tôi là bà John. Bà ấy sống ở upstairs với gia đình của bà ấy. Thì ở đây phải là gì? Là she các bạn. Chúng ta đang cần chủ ngữ she nhé. Bà ấy làm việc như một y tá ở local hospital với chồng của bà ấy. Thì ở đây chọn her này. Ông John. Bà ấy thường ăn các bữa ăn ở nhà hàng, và các buổi chiều là các bạn sẽ in này, in the afternoon. Và chúng tôi luôn luôn nói chuyện, thích nói chuyện cùng nhau. Bà ấy luôn luôn giúp, bà ấy luôn luôn mời tôi tới tiệc sinh nhật của con cái của bà ấy, và hoặc là những cái buổi tụ họp gia đình của bà ấy. Và tôi thường giúp nấu ăn, tôi thích đồ ăn rất nhiều, họ thích đồ ăn của tôi rất nhiều. Ok, bà ấy rất là tốt bụng và như thế nào? Câu 34 của chúng ta đó là hào phóng, generous, hào phóng với mọi người trong chung cư. Bà ấy luôn luôn cho những món quà nho nhỏ cho những người để mà cảm ơn họ khi mà tham gia bữa tiệc, và giúp bà ấy làm việc. Tôi thường gửi con puppy, con chó con của tôi tới 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 đâu, chu chu her bất cứ khi nào mà tôi có chuyến đi dài ngày hoặc là đi về quê của tôi cảm thấy rất là lucky, là may mắn để mà có được một người hàng xóm tuyệt vời như vậy. Ok, vậy là câu 1 là A này, câu 2 là her này, câu tiếp theo là in này, câu tiếp theo là generous này, và câu cuối cùng là her này. Xuống cái bài này nhá. Two young musician, musician là hai nhạc sĩ trẻ tuổi đó. Chúng ta đọc vào cái nào là right, wrong hoặc là doesn't say. Hannah và Kay là những sinh viên ngành nhạc. Họ sống cùng một căn hộ. Họ là những người bạn, good friend, tốt. Nhưng mà họ lại thích những loại nhạc khác nhau. Hannah thì đang học một cái khóa học về cái loại nhạc này, đấy. Ngoài khi thực hành cái nhạc này thì cô ấy còn thích nghe nhạc jazz và nhạc pop trong thời gian rảnh. Để chúng ta chú ý những cái từ quan trọng này. Ok, có thể những từ chúng ta không biết nghĩa chẳng hạn. Cô ấy thích đi tới những cái buổi hòa nhạc nhưng mà không có nhiều tiền, vì vậy cô ấy không thể đi thường xuyên. Cô ấy là một fan hâm mộ của Taylor Swift, ok, Taylor Swift, và cô ấy thường nghe nhạc của thần tượng cô ấy bất cứ khi nào mà cô ấy đi ra ngoài hoặc là tập thể dục. Cô ấy luôn luôn chơi trong một ban nhạc có tên là Sunday Basic, và họ thường thực hành tập luyện ở trong một câu lạc bộ gần căn hộ 2 lần một tuần. Bây giờ thì họ đã gặp nhau mỗi ngày bởi vì họ đang sản xuất một album. Còn Kay thì là một đến từ một gia đình mà có truyền thống về nhạc á. Bố mẹ cô ấy là ca sĩ nhạc đồng quê, và ông bà của cô ấy là những nhạc sĩ nổi tiếng, vì vậy họ hỗ trợ cho cô ấy rất nhiều. Cô ấy đang học nhạc cổ điển. Cô ấy có thể chơi đàn piano và violon rất là giỏi. Trong thời gian rảnh thì cô ấy tham gia một cái lớp khiêu vũ của Trung gần Trung Quốc ấy, gần nhà của bố mẹ cô ấy. Cô ấy không có chơi cho bất cứ ban nhạc nào bởi vì cô ấy có kế hoạch là tự ra một ăn mà tự có một cái ban nhạc riêng của chính mình vào năm sau. Và chúng ta coi Hannah và Kay sống với gia đình của họ là sai ha, sai hay đúng? Sống cùng căn hộ, ok, sống trong cùng một căn hộ, họ là bạn tốt và hai này sống với nhau chứ phải sống với gia đình, sai nè con. Họ học cùng một trường đại học, họ học cùng trường đại học, có nói không? Có chỗ nào đề cập? Chỉ nói là sinh viên ngành nhạc thôi chứ không có nói là học cùng trường đại học hay không. Thì chúng ta ghi là doesn't say. Hannah thích nhạc jazz và nhạc pop là đúng này, Ryan này. Kay, bố mẹ của Kay là ca sĩ, là Ryan luôn này, đúng này. Hannah và Kay cả hai đều chơi cho một ban nhạc của địa phương là sai này. Ok, xong bài viết nha. Thư viện ở giữa siêu thị và toy shop, quá dễ luôn. The library is between the supermarket and the toy shop. Rồi, câu tiếp theo.
Helen Helen never the her homework night because she felt feel tired. Cái này thì hiện tại đơn các bạn, thêm sờ vô nha. Helen chẳng bao giờ làm bài tập về nhà ban đêm bởi vì cô cảm thấy mệt. Sang câu 43, đặt câu hỏi cho từ gạch chân. Chú và dì của cô ấy sống ở New York City. Vậy chúng ta sẽ hỏi là sống ở đâu, là where do her uncle and aunt live. Đấy. Câu 44, chúng tôi có môn thể dục, tiết thể dục vào mỗi ngày thứ 3 và thứ 5. Vậy là khi nào các bạn sẽ quen? Chúng ta đặt là quen nhé. When do you, là các bạn, have a PE lesson? Chấm hỏi. Tôi thích tiếng Anh là âm nhạc nhất. Vậy là thích cái gì nhất? Vậy là what subject, là which subject? Do you like that? Do you like that? Chấm hỏi. Rồi viết một đoạn văn ngắn khoảng 80-100 từ để mô tả bản thân của bạn. Ok. Vậy chúng ta sẽ mở màn này. Các bạn mở màn là My Best Friend. Y Y Hoa chẳng hạn, tên là Hoa nha. Tuổi này CE 14 years old. Đấy, các bạn có thể ghi như vậy. Cô ấy học cùng trường với tôi, thì các bạn sẽ ghi là she study at the same class with me. Rồi bây giờ miêu tả ngoại hình. Miêu tả ngoại hình là she is tall and thin. Rồi ngoại hình nhá. Cô ấy có tóc dài, long black hair, and đôi mắt nâu, brown eye. Đấy. Rồi miêu tả tính cách. She friendly, thân thiện này, và talkative. Đấy. Rồi miêu tả cái gì nữa? Bây giờ chuyển sang là miêu tả cô ấy thường làm gì, đúng không? Ôi, học như thế nào? Study hard, cô ấy học hành chăm chỉ. And always has high marks, có điểm cao này. She luôn luôn giúp đỡ tôi. Help me with the housework, whenever, bất khi nào I chúng tôi often play badminton. Chúng tôi thường chơi badminton. On Sunday afternoon. Cái này chiều thứ bảy luôn. On Saturday and Sunday afternoon, we also play gì, nghe nhạc cùng nhau, listen to music together. We always best friend. Tôi luôn luôn là bạn tốt. Rồi là một cái bài rất là đơn giản, có thể viết như vậy. Ok. We are always best friends. Yeah.